Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tất Thành Cang hầu tòa, hải quân đua run như cầy sấy. Tất Thành Cang sẽ là đầu mối khui ra rất nhiều vụ án long trời lở đất nếu Nguyễn Văn Nên và Phan Văn Mãi chịu khó tới nơi. Tất Thành Cang đang bị điều tra vụ án công ty Tân Thuận và Sadeco. Vụ án này nói chung là còn rất nhỏ so với quy mô của vụ án tại Thủ Thiêm. Ý đồ của Nguyễn Văn Nên là vâng lời Nguyễn Phú Trọng tóm Tất Thành Cang để khui ra vụ án Thủ Thiêm, sai phạm tại Sadeco chỉ là cái cớ ban đầu mà thôi. Tuy nhiên, qua 10 tháng điều tra thì đầu mối khai thác sai phạm Thủ Thiêm vẫn chưa được cơ quan điều tra nhắc đến. Rất có thể là cơ quan điều tra gặp cản lực không thể đào sâu hơn và cũng có thể là cơ quan điều tra giữ bí mật. Động tác với thế lực Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua không phải là dễ. Người ta ví von gia tộc Lê Trương của Lê Thanh Hải không hề kém cạnh với gia tộc của Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang. Vào ngày 13 tháng 9, báo chí nhà nước Cộng sản cho biết ông Tất Thành Cang sắp hầu tòa trong vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần Sadeco cho Nguyễn Kim. Đây là một phần sai phạm nhỏ trong những sai phạm động trời mà Tất Thành Cang đã dính vào. Tất Thành Cang từng là phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, với con người nắm trong tay quyền lực trong hàng top 3 người lãnh đạo quyền lực nhất tại thành phố này, cũng là trở ngại lớn nhất cho cơ quan cảnh sát điều tra. Đây là hình ảnh Tất Thành Cang sắp hầu tòa. Ở Việt Nam, nếu quyền lực mà ngang ngửa nhau theo tỷ lệ 50-50 thì không dễ có thể triệt hạ lẫn nhau được. Nếu quyền lực chênh lệch nhẹ 60-40 thì cũng không thể triệt hạ nhau được. Chỉ khi nào mạnh áp đảo cỡ 70-30 thì lúc đó mới có thể ra tay. Nếu một mình ông Nguyễn Văn Nên thì không thể đưa được Tất Thành Cang vào tù mà phải có sự hỗ trợ từ Hà Nội. Đó chính là ông Nguyễn Phú Trọng. Từ sau đại hội lần thứ 13 cho đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng chưa trụm được thanh củi lớn nào vào lò cả. Hôm nay báo chí đưa tin sắp xét xử Tất Thành Cang thì xem như đây là thanh củi lớn đầu tiên mà ông Trọng muốn đưa vào lò. Còn phụ thuộc vào kết thúc điều tra vụ án, phiên tòa này tuyên án thế nào thì mới có thể biết được liệu tội của ông Tất Thành Cang sẽ nặng hơn hay nhẹ hơn mà thôi. Và những gương mặt sẽ ra vành móng ngựa cùng Tất Thành Cang, theo báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam thì Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành báo cáo trạng, qua đó truy tố ông Tất Thành Cang là cựu phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các bị can trong vụ án bán rẻ 9 triệu cổ phần của Sadeco cho công ty Nguyễn Kim. Quan chức cộng sản là thế, họ luôn móc ngoặc với các doanh nghiệp để tham nhũng bằng cách này hay cách khác, lấy tiền ngân sách, đó chính là tiền của nhân dân. Chiều ngày 13 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân cho biết đơn vị này đã ban hành cáo trạng truy tố ông Tất Thành Cang cùng 11 bị can tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Nguyễn Văn Minh, nguyên trưởng ban kiểm soát Sadeco cũng bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản. 7 bị can là ông Tề Chí Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Sadeco, Hồ Thị Thanh Trúc, cựu tổng giám đốc Sadeco, Phạm Xuân Trung, cựu phó tổng giám đốc IPC, Trần Đăng Linh, cựu phó tổng giám đốc Sadeco, Trần Công Thiện, cựu tổng giám đốc IPC, Huỳnh Phước Long, cựu chuyên viên văn phòng Thành ủy, Đỗ Công Hiệp, cựu kế toán trưởng Sadeco cũng bị đề nghị truy tố hai tội danh là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước và gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản. Đây là hình ảnh liệu ông Lê Thanh Hải có lại một lần nữa phải khóc hay không. Theo nội dung vụ án, các bị can đã có hành vi sai phạm khi Sadeco bán 9 triệu cổ phần với giá rẻ cho công ty Nguyễn Kim, dẫn đến thất thoát cho Sadeco 1.103 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thiệt hại 485 tỷ đồng. Vốn Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là 184 tỷ đồng. Còn lại là thiệt hại của các cổ đông. Trong vụ án, ông Tất Thành Cang bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát, thiệt hại tương ứng với phần sở hữu của văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại Sadeco là 16,7%, tức là 184 tỷ đồng. Với nhóm tham ô tài sản, trong đó có ông Tề Chí Dũng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn duyệt chi nhiều khoản tiền từ nguồn thủ lao quỹ khen thưởng cho mình và thành viên của hội đồng quản trị sử dụng cá nhân trái quy định. Cá nhân ông Dũng chiếm đoạt trên 1,7 tỷ đồng. Còn bà Hồ Thị Thanh Trúc có hành vi ký đề xuất chi tiền và nhận tiền sau đó chuyển lại cho Dũng, tạo điều kiện cho các cá nhân chiếm đoạt tiền của nhà nước.
các bị can liên quan đến số tiền tham ô trong vụ án là 4,7 tỷ đồng. Và những người nào đang phải run sợ? Có những vụ án mà khi ra vảnh móng ngựa, bị cáo khai ra những tình tiết không ai có thể ngờ tới. Được biết vào năm 2014, vụ án đưa hối lộ của Vinalines, Dương Chí Dũng đã khai ra việc đưa hối lộ cho lãnh đạo lớn qua trung gian là Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an. Sau đó, ông Phạm Quý Ngọ đã bị ung thư, chết một cách bí ẩn. Và sau đó là vụ án bị đình chỉ điều tra. Cáo Trần Đại Quang và Nguyễn Tân Dũng đã thở phào nhẹ nhõm vì thông tin đã được bịt kín, các quan chức cấp cao không việc gì. Lần này, nếu Tất Thành Cang mà giải miệng nói toạc móng heo ra thì tù rất nhiều người. Cho đến nay Tất Thành Cang bị lôi ra tòa thì chính Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua là sợ nhất. Sợ Tất Thành Cang khai ra họ. Thời đỉnh cao quyền lực, Lê Thanh Hải có dàn đệ ruột rất khủng. Đó là Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua và Tất Thành Cang, Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thanh Nhàn, Vi Nhật Tảo, Nguyễn Thành Rum, Đào Anh Kiệt, Lê Văn Khanh, Huỳnh Kim Phát, Lê Tấn Hùng, vân vân. Và trong đó hầu hết đang phải ngồi trong tù. Còn lại chỉ có hai người vững nhất, đó là Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Đây là hình ảnh liệu Tất Thành Cang khi ra tòa thì Lê Hoàng Quân có còn cười khẩu nổi hay không? Có thể nói bắt hàng chục thuộc hạ của Lê Thanh Hải thì dễ, nhưng bắt Lê Thanh Hải thì rất khó. Ngay cả khi đã được Tất Thành Cang cho vào tù thì Nguyễn Văn Nên vẫn bị vấp phải những thuộc hạ ngành công an cố ý gỡ tội cho Tất Thành Cang. Việc gỡ tội cho Tất Thành Cang cũng có nghĩa là người ta bảo vệ cho Lê Thanh Hải, tức là bảo vệ từ xa. Và phe cánh của gia tộc Lê Trương đã bám rễ từ trung ương đến địa phương. Thêm vào đó, liên minh giữa Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua chưa bao giờ chặt chẽ như hiện nay. Cũng chưa bao giờ họ khăng khít như hiện nay vì họ đang cùng chung số phận. Nếu bị tóm một người thì có khả năng cả ba đều bị tóm. Đó là Hải, Quân, Đua hiện nay đang hết sức xây dựng thành trì của mình để bảo vệ nhau. Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên đang ở thế công. Tuy nhiên, việc công thành chưa bao giờ là dễ dàng. Vào năm 2021, chỉ cần khui ra manh mối liên quan tới Lê Thanh Hải đã là một thành công lớn của ông Nguyễn Phú Trọng khi đó. Và câu hỏi đặt ra tiếp theo, liệu Tất Thành Cang có dại miệng lần này hay không? Nguyễn Văn Nên cũng đang vấp phải thế lực cực mạnh. Lê Thanh Hải đã mạnh mà còn liên minh với Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua thì lại thành kiềng ba chân dẫn vững chắc. Vì vậy, rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng sẽ trút giận lên đầu Đinh La Thăng như thế nào, thì ông Trọng cũng sẽ trút giận lên đầu Tất Thành Cang y như vậy. Được biết, vào ngày 22 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang ra xem xét khai trừ khỏi đảng ông Tất Thành Cang do trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm rất nghiêm trọng trong các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại công ty Thành một Thành viên và Phát triển Công nghiệp Tân Thuận IPC và công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn Sadeco. Đây là hình ảnh nụ cười bí hiểm của ông Nguyễn Văn Đua. Được biết, từ khi bị bắt, ông Nguyễn Văn Nên vẫn đang rất gặp nhiều khó khăn trước việc tước quốc tịch với Tất Thành Cang. Vướng tại chỉ thị 15 của Trung ương Đảng nên các nhân viên điều tra thuộc cơ quan cảnh sát điều tra thành phố không dám thẳng tay. Đấy là chưa nói tới trường hợp Tất Thành Cang đang được hỗ trợ bởi bộ ba Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Tất Thành Cang đâu chỉ mang trên mình một sai phạm. Sai phạm tại Sadeco là sai phạm nhỏ. Sai phạm tại Thủ Thiêm mới là sai phạm lớn. Nó có thể khui ra bộ tam còn lại. Tuy rằng khả năng của Tất Thành Cang khó có thể giải miệng, tuy nhiên khó không có nghĩa là không thể. Vì vậy, ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua vẫn đang phải thấp thỏm lo sợ với từng lời khai của Tất Thành Cang trong phiên tòa sắp tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 9 năm 2021 với bản tin Tất Thành Cang hầu tòa, Hải, Quân, Đua đang run như cầy sấy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.